Sau đây là phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người già trên 60 tuổi sống một mình hoặc xa cách gia đình. Phần lớn, những người già này bị gửi vào viện dưỡng lão trong khi con cái của họ sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn. Theo số liệu mới nhất, người già trên 60 tuổi tại Trung Quốc đã chạm mốc 200 triệu dân, chiếm 15% dân số cả nước. Thống kê cho thấy tuổi thọ của người dân tại đây ngày càng kéo dài, nhưng đa số đều không sống gần gia đình hoặc sống một mình. Hiện nay có hơn 42.000 viện dưỡng lão trên cả nước với gần 5 triệu giường, đã tăng 19% so với năm trước đó. Tuy nhiên vẫn không thể phục vụ hết số người cao tuổi, bởi trung bình 25 chiếc giường thì chỉ phục vụ được 1.000 người dân. Cuộc sống của người già tại Trung Quốc rất khó khăn. Trước đó Trung Quốc cũng đưa ra luật mới không cho phép chôn cất, khiến nhiều người già tự tử để tránh bị hỏa thiêu. Báo cáo này cũng đưa ra các số liệu về tỷ lệ kết hôn và ly hôn. Tính đến cuối năm 2013, tỷ lệ kết hôn tăng 1,8% so với năm 2012, nhưng con số này vẫn không là gì so với tỷ lệ ly dị. Trong năm qua, tỷ lệ ly hôn tăng 13% so với năm trước đó, vượt xa tỷ lệ những người muốn kết hôn. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, Cộng hòa Litva đã giới thiệu đồng euro đầu tiên của nước này, chuẩn bị cho sự gia nhập Eurozone vào năm 2015. Đầu tháng 6, Ủy ban châu Âu EC đã xác nhận nước này đáp ứng đầy đủ điều kiện của khu vực để gia nhập khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Dự kiến năm sau, Litva sẽ trở thành thành viên thứ 19 của Eurozone. Đồng euro của Litva có hình biểu tượng Vitis, quốc huy của nước này. Đồng euro của Litva sẽ là đồng tiền có dấu ấn của Litva, với biểu tượng Vitis được khắc trên đó. Đây cũng là biểu tượng xuất hiện trên đồng dinar của Litva hồi cuối thế kỷ 14. Và kể từ nay, biểu tượng này sẽ được cả khu vực biết đến nhiều hơn nữa. Để gia nhập Eurozone, Litva phải đáp ứng điều kiện nợ công của chính phủ không vượt quá 60% GDP, thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP, lạm phát thấp, lãi suất và tỷ giá ổn định so với đồng euro. Đây là một bước tiến lịch sử của Litva khi gia nhập vào Eurozone. Ngân hàng Trung ương Litva ước tính nếu không gia nhập Eurozone thì nước này sẽ phải tốn tới 2 tỷ litat, tương đương 2% GDP do chi phí đi vay tăng cao trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Hiện tại còn 7 quốc gia là Bulgaria, Cộng hòa Séc, Croatia, Hungary, Ba Lan, Romania và Thụy Điển không đáp ứng điều kiện gia nhập Eurozone. Riêng phía Romania mong muốn có thể gia nhập vào năm 2019. Với việc kết nạp Litva, Eurozone từ nay sẽ có tổng dân số 336 triệu người, GDP sắp xỉ 9,5 ngàn tỷ đô la. Thay vì sản xuất một bộ phim trong nước hoặc mua bản quyền phim nước ngoài về chiếu, một số ông trùm truyền thông của Trung Quốc quyết định đầu tư tiền vào các bộ phim Hollywood, trong đó có ông trùm Bruno Wu. Grace of Monaco, bộ phim mới nhất có sự tham gia của Nicole Kidman, là một trong số những bộ phim có sự đóng góp tài chính của ông trùm truyền thông Bruno Wu. Nhân vật đình đám này còn được biết đến với vai trò là chồng của MC truyền hình Giang Lan, người được mệnh danh là Oprah của Trung Quốc. Ngoài Grace of Monaco, Bruno Wu còn hợp tác với Avi Arad, nhà sản xuất loạt phim Spider-Man. Sắp tới, ông sẽ hợp tác với đạo diễn Justin Lin trong loạt phim hành động Fast and Furious. Doanh thu phòng vé tại Trung Quốc đang vượt qua các phòng vé ở Mỹ và Hollywood. Thế thì tại sao ông Bruno Wu lại tập trung vào việc sản xuất các bộ phim tiếng Anh? Có một nguyên tắc thế này, bất cứ cái gì bán được trên toàn cầu thì cũng sẽ bán được ở Trung Quốc. Nhưng những cái chắc chắn bán được ở Trung Quốc thì không hẳn là bán được ở những nơi khác. Chúng tôi là công ty duy nhất tại Trung Quốc có thể phát triển và sở hữu những tài sản trí tuệ mang tính sáng tạo. Vì thế chúng tôi sẽ chiếm khoảng 60-70% doanh thu phòng vé tại Trung Quốc. Và đây là một thị trường tiềm năng. Hiện Trung Quốc đang thúc đẩy cái gọi là quyền lực mềm thông qua phim ảnh và kênh CCTV. Vậy ông có phải là một trong số những người đã đóng góp cho việc đó hay không? Tôi như một đại sứ, người quảng bá cho quyền lực mềm của nhân loại. Bởi vì tôi nghĩ đó là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Tôi cũng chưa bao giờ đặt điều kiện hay đưa ra một quy định nào buộc các nội dung phải có gì đó liên quan đến Trung Quốc. Mọi tình tiết trong phim phải được diễn ra rất tự nhiên. Tại Trung Quốc, khi gia nhập vào làng giải trí phim ảnh, khâu kiểm duyệt nội dung là việc quan trọng nhất. Vậy, ông có lời khuyên nào dành cho những người viết kịch bản đến từ Hollywood hoặc là những đạo diễn Trung Quốc hay không? Làm thế nào để họ có thể vượt qua khâu kiểm duyệt? Thực ra có rất nhiều thứ phải kiểm duyệt, nhưng hãy nhớ đừng đụng chạm đến những vấn đề chính trị nhạy cảm. Tôi lấy ví dụ về việc Angelina Jolie nói Lý An là người Đài Loan chứ không phải là người Trung Quốc. Câu nói đó đã lọt vào điều cấm của Trung Quốc rồi đấy. Vì thế, trước khi phát ngôn, mọi người phải tìm hiểu trước, các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch phải nhạy cảm với vấn đề này. Dạo gần đây, chính phủ đã rút giấy phép của một số nhà cung cấp video trực tuyến. Vì thế, khi tôi xem các bộ phim truyền hình Mỹ trên Sohu thì chúng không còn nữa. Chuyện gì đã xảy ra với các video online vậy thưa ông? Tôi cũng giống cô thôi. Tôi hay mua các sản phẩm này, nhưng gần đây cũng không biết nguyên nhân vì sao lại như thế. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về việc này. Vâng, xin cảm ơn ông. Phần cuối của bản tin mời quý vị điểm qua thông tin của thị trường chứng khoán. Dù nhà đầu tư vẫn thận trọng trước tình hình Iraq,
nhưng những thông tin tích cực khác đã trợ lực cho phiên tăng điểm vừa qua của phố Wall. Lạm phát tại Mỹ trong tháng 5 tăng, đẩy lợi suất tín phiếu kho bạc tăng, nhóm tài chính dẫn đà tăng điểm, nhóm công nghệ cũng giao dịch sôi động. Kết phiên giao dịch ngày 17 tháng 6, chỉ số Dow Jones tăng 0,16%, chỉ số S&P 500 tăng 0,22%, còn chỉ số Nasdaq tăng 0,37%. Nhóm tài chính dẫn đà tăng điểm của S&P 500 với mức tăng 0,9% nhờ dữ kiện tích cực của kinh tế Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng nhẹ 0,4%, mức tăng lớn nhất trong hơn một năm qua. Lợi suất tín phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,65%. Mặt khác, Fed cho biết vẫn sẽ tiếp tục cắt giảm dần gói hỗ trợ hàng tháng, nhưng sẽ chưa nâng lãi suất cho tới giữa năm 2015. Tăng mạnh nhất trên S&P 500 là E-Trade Financial với mức tăng 7,7% lên $22. Charles Schwab tăng 5,5% lên hơn $27. Cổ phiếu UBS và đối thủ FedEx cũng tăng giá nhờ báo cáo doanh thu quý khả quan. Giá dầu thô tương lai giảm 0,5%, còn hơn $106 một thùng sau tuyên bố của Tổng thống Barack Obama rằng đang cân nhắc phương án can thiệp quân sự hỗ trợ chính phủ Iraq trấn áp quân nổi dậy Sunni. Tuy vậy, cổ phiếu nhóm dầu khí cũng không tránh khỏi tâm lý lo ngại của giới đầu tư. Cổ phiếu ExxonMobil giảm 0,5%, còn hơn $102. Khối lượng giao dịch đạt hơn 5,6 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình từ đầu tháng tới nay. Kết phiên giao dịch ngày 18 tháng 6, các chỉ số chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, hầu hết đều giảm điểm. Riêng chỉ có Nikkei của Nhật là tăng điểm. Tuy nhiên, ngay chính trong từng thị trường, diễn biến cũng không cùng xu hướng. Các nhà đầu tư đang rất thận trọng trước cuộc họp của Fed và tình hình của Iraq. Kết phiên giao dịch ngày 18 tháng 6, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á đều giảm điểm. Riêng chỉ có chỉ số Nikkei có mức tăng cao nhất trong vòng một tuần rưỡi qua, nhờ đồng yên yếu đi khỏa lớp thông tin yếu ớt từ số liệu giao thương trong tháng 5. Đồng yên hiện ở mức thấp nhất trong vòng một tuần qua, tỷ giá đạt 102,25 yên đổi một đô la. Cổ phiếu Panasonic tăng hơn 3%, Nintendo và Fanuc tăng hơn 2%. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm 0,6% xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần, diễn biến trái chiều ở nhiều nhóm các cổ phiếu. Hãng bất động sản Gemdale tăng 3,4%, trong khi đối thủ Poly Real Estate giảm 0,2%. Mặt khác, chỉ số AS200 của Úc rớt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 3. Đồng đô la Úc tiếp tục ở mức giá thấp hơn so với đô la Mỹ. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, kết thúc chuỗi hai phiên tăng điểm ngắn ngủi trước đó. Dẫn đà giảm điểm là cổ phiếu của Samsung Electronics, Hyundai Motor và Kia Motor. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.